Sau khi gần hơn 6 tiếng lái xe từ Sài Gòn đi đến Bù Gia Mập này thì mình vào một cái đồn biên phòng để làm một số thủ tục giấy tờ đơn giản. Thì bây giờ mình bước vào một cái không gian hết sức là lý thú dành cho tất cả mọi người yêu thiên nhiên, hòa mình vào thiên nhiên. Chính giữa chúng ta sẽ có một con đường đi như thế này. Khi mà các bạn tham gia hành trình này thì chắc chắn rằng những hành trình mà bọn mình đi qua thì mọi người cũng đi qua những hành trình giống như mình vậy. Đi qua những con đường hai bên là rất là tre nè, rồi ánh nắng rồi chiếu vô. Thật ra trải qua cái hành trình này á, thì mọi người sẽ thấy rất là xứng đáng khi mà đi qua những cung đường như vậy. Nhưng mà đi qua những cung đường đó rồi sắp tới chúng ta sẽ có những cung đường gì thì chắc chắn rằng mọi người sẽ hãy cùng nhau hỏi một vài người để xem cái hành trình của chúng ta sắp tới như thế nào, đi qua những cung đường gì. Với những cái trải nghiệm đó thì các bạn có hứng thú hay không? Bây giờ ở đây chúng ta sẽ có 4 anh em để xem cái mọi người sẽ có một vài cảm nhận như thế nào nha. Anh sẽ chia sẻ hành trình của anh em mình sắp tới có những gì thú vị anh. Thì đây là lần thứ 2 mình quay trở lại. Thì thật ra cái con đường này nó cũng là con đường quen thuộc. Nó là điểm đầu, gần như là điểm đầu của tuyến đường mòn Hồ Chí Minh để đi lên vùng Tây Nguyên. Thì như các bạn cũng thấy, ở đây là rừng được thuộc rừng quốc gia được bảo hộ. Cho nên là chúng ta muốn vào thì phải xuất trình giấy tờ đăng ký ở trạm kiểm lâm lúc đầu. Và khi chúng ta đi ra cũng vậy. Con đường này có thể nối trực tiếp lên Đắk Nông và đi một cái tour dọc biên giới. Nếu mà nói đúng thì đây là con đường Trường Sơn Đông. Thì hy vọng là các anh em có thể tham gia thử những cái tour này ở những lần sau. Đây thì em thấy ấn tượng khu rừng này thì hoàn cảnh nguyên sơ. Và em cũng muốn tìm hiểu thêm vườn quốc gia Việt Nam mình những cảnh đẹp như nào em chưa được đặt chân tới. Thì em cũng muốn đến để đi và trải nghiệm những cảnh đẹp ở Việt Nam. Trên hành trình thì mình cũng là lái yếu, lái cũng mới lái thôi. Thì mình được ban tổ chức phát cho một cái logo lái mới. Và mình thấy là anh em khi mà tham gia cái hành trình này thì cũng nhường nhau rồi cũng hỗ trợ nhau trên những cung đường. Và mình đi ra những cái cung đường cũng rất là đẹp. Mình đi qua những cái lô cao su nè, một cái cánh rừng cao su cực kỳ đẹp luôn. Và sau đó thì bắt đầu là team đang đậu lại ở cái vị trí này và đợi một chiếc xe bán tải nó vào. Tới rồi mọi người ơi, tới rồi. Đó, vô, vô. Đây mọi người, đây là một trong những người anh em đã đi cùng đoàn của chúng ta nhưng mà bị lạc. Anh Quân ơi, tại sao anh đi lạc anh? Tại mình theo cái map á, mình tới trước cổng vườn quốc gia cái mình quẹo ra biên giới, mình tính đi ra ngoài đó cái mình đi qua bên kia luôn. trải nghiệm thú vị đó. Bây giờ vô chúng đây ta... thì rất là mát mẻ, mọi phiền muộn mệt mỏi tan biến anh ha. Tan biến rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình. Mình bỏ những cái nặng nề nó ở Sài Gòn rồi. Dạ. Lên đây thì đầu óc mình nó trống rỗng, nó thoải mái lắm, không suy nghĩ gì. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Ok đi, vui. Sau khi chuẩn bị đến địa điểm thì chúng ta sẽ làm một gặp sự cố hết sức là vui vui. Cây ngã dưới đường thì lấy hàng ra chơi thôi. Đó, trời chặt yếu vậy trời. Đó. Thấy hơi nghi ngờ rồi đó nha. Bây giờ là anh em mình á là thay chặt đi. Thôi thì mình chặt đi, nhường tài hết. Đôi lúc những cái chuyến đi thế này có những cái sự cố nhỏ nhỏ nó cũng vui, nó làm cho hành trình chúng ta cũng sẽ thú vị hơn. Tiếp đi chứ. Không, chia xe nhau ra. Ơi. Đi tới đây là mọi người phải dừng lại và mỗi người phải thi nhau để chặt cây. Tại vì một người sẽ không có làm nổi. Ở đây cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị nếu mà mọi người có đi vô rừng. Đến đây và khám phá và có những trải nghiệm thật là thú vị. Ngoài cảm ơn chương trình này đã cho em biết được cái đất nước Việt Nam mình quá nhiều cảnh đẹp. Sau khi mình đến nơi thì bắt đầu mình sẽ tham quan rừng buổi chiều. Nó cũng hết sức thú vị khi mà bên hông nó có một con suối nhỏ nhỏ. Mà trời tối đó thành ra là mình cũng không có tiện để mình xuống suối như thế nào. Đi bộ ở đây thôi nó cũng cảm giác khác so với đi bộ ở mấy cái khu dân cư ở Sài Gòn đó. Thư thái lắm. Nghe chim kêu, nghe những cái con vật mà buổi chiều nó chuẩn bị ra. Rồi các bạn còn có thể thưởng thức thêm những cái hương vị của núi rừng nữa. Đó là một cái điều mà
khó có thể mà tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Một cái tour thú vị mà các bạn nên tham khảo. Quá trời sung túc luôn rồi, quá trời đã luôn. Xuống dưới kia. Ở dưới đó đi theo là để nghiệm thử loại suối cho biết. Rồi. Trời ơi, ngay cảnh núi rừng vậy, bài bàn ở vậy. Đã quá. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house, I'm just wasted on the couch. Cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stay, stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. Không gì thú vị bằng khi mà một buổi sáng có những cái không khí se se lạnh với một luồng gió nhẹ nhẹ và hương hoa trong rừng chúng ta hòa quyện vào không khí này. Nó làm cho chúng ta thoải mái vô cùng khi mà trải nghiệm một hành trình vừa qua. Anh em thì cũng ngồi ở đây thưởng thức những cái món ăn sáng nhẹ nhẹ cùng với những chiếc xe yêu của mình. Và tất nhiên hành trình rất là dài. Chúng ta đang đứng ở một cái cánh rừng và đây là một trong những cái địa điểm thú vị mà nếu như các bạn tham gia hành trình này sẽ được trải nghiệm. Bên phải mình đây là một con suối rất là nhiều cá và anh em cũng có tham gia đánh bắt những cái con cá nhỏ nhỏ ở dưới suối này để tạo nên những cái món ăn ngon khi mà tham gia chương trình. Và hơn hết là chúng ta sẽ có những cái đám lửa nhỏ nhỏ để tạo không khí ấm cúng hơn khi mà đi dạo ở trong rừng một buổi sáng như thế này. Và đây là mình thấy có sự hòa quyện giữa thiên nhiên, nó mang lại cho chúng ta một cái nhìn mới mẻ hơn về hành trình. Khi mà chúng ta sẽ đi cùng đoàn xe nè, đi vào rừng nè, thưởng thức cá suối nè, thưởng thức những món ăn ngon nè, bên những người bạn, đi với những chuyến đi của mình, làm cho chúng ta sẽ thích thú rất là nhiều khi mà tham gia những hành trình giống như thế này. Các bạn đừng quên phải tham gia những hành trình thế này để có những cái trải nghiệm thú vị bên người thân và bên gia đình.